Xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến các bạn mẫu Lộc Bình Phúc Lộc Thọ men rạn với họa tiết được đắp nổi canh bong. Đây là mẫu Lộc Bình siêu kỹ. Đây là mẫu siêu kỹ các bạn nhé. Mẫu siêu kỹ. Ở trên cổ bình được thiết kế hình ảnh là chim công và hoa đào. Chim công và hoa đào thì được làm canh bong lên rất là nhiều. Ở phần vai bình, ở phần trên của cái cuốn thư Phúc Đức thì có hình ảnh là 5 bông hoa mẫu đơn được đắp nổi canh bong. Các bạn có thể quan sát thì cái hoa đào nhé, được làm nổi lên rất là cao, được làm canh bong rất là nhiều. Ở đây là cái hình ảnh cuốn thư và chữ Phúc Đức, Phúc Lộc Thọ. Cuốn thư Phúc Lộc Thọ, chữ Phúc Lộc Thọ thì được làm nổi, chữ Phúc Lộc Thọ thì được làm nổi. Hình ảnh cuốn thư cũng được làm nổi. Các bạn có thể quan sát thấy hình ảnh, tất cả những cái hình ảnh đều được làm rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ. Từ những cái họa tiết phụ cũng được làm rất là sắc nét, chân thật nhất. Đây ở phần bên dưới là hình ảnh cá chép và hoa sen. Đấy, cá chép và hoa sen cũng được làm nổi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy, và đặc biệt là cái bông hoa sen này. Chúng ta có thể nhìn thấy bông hoa sen được làm nổi ra khỏi bề mặt của sản phẩm khoảng tầm 4 đến 5 cm. Tính đến cái phần cánh hoa ở bên ngoài. Toàn bộ cái họa tiết này đều được đắp thủ công bằng tay nhé. Đều được đắp thủ công bằng tay, và cái màu sắc của sản phẩm nó là cái màu men nung ở nhiệt độ cao. Vì vậy đối với cái sản phẩm này các bạn có thể chơi trọn đời vĩnh cửu với thời gian, không sợ bị phai mờ hay là dùng lâu bị xuống màu. Màu sắc này gần như là vĩnh cửu trọn đời với thời gian. Hay là cặp Lộc Bình Phúc Lộc Thọ. Mẫu này thì có 3 cỡ, 1m4 chưa tính đế, 1m6 chưa tính đế và 1m8 chưa tính đế. Hiện tại trong video là mẫu Lộc Bình 1m4 chưa tính đế, cả đế của nó lên sẽ khoảng 1m56. Hình ảnh chim công được làm rất là chi tiết tỉ mỉ, và hoa đào được đắp nổi canh hẳn ra bên ngoài bề mặt của sản phẩm rất là nhiều. Nếu như quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại đang được đặt ở bên trên video. Mình làm video với mục đích là giúp mọi người có thể hiểu rõ về sản phẩm. Nếu như thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong các bạn hãy đăng ký kênh, ủng hộ mình và tặng cho mình một like, chia sẻ rộng rãi để nhiều người biết đến những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.